Mến chào quý vị và các bạn đến với video mới nhất của mình. Hôm nay mình đến điểm bán cây kiển Thanh Bình ở quận Ngũ Môn, thành phố Cần Thơ để giới thiệu lúc này đến quý vị có nhu cầu giao lưu. Xin chào tất cả các bà con đang xem kênh ạ. Hôm nay em tiếp tục giao lưu với bà con là một số là trang sen, trang lá lớn như trang Mỹ Hồng. Rồi. Thành phẩm cho bà con, hôm nay bán thành phẩm thôi nha, thuần chậu hết. Đó, lấy giùm cây giấy bút lông đi. Rồi, cây số 1. Cây số 1, trang sen, thuần chậu, cao 80, ngang 85. Cái này dạng bụi nha bà con. Rồi, quay đi. Mã số 1. Trang sen luôn. Đó. Rồi. Mã số 1 bữa nay là ngày bụi ha. Bụi, dạng bụi nha bà con. Trang sen đó này giao lưu là bụi không à. Cái này bông này phải nó nở khoảng tháng ngoài nữa nó mới có tàn, rồi bắt đầu nó lên bông khác nữa. Rồi. Rồi bụi này có giá là 800k bao ship toàn quốc. Rồi, đổi. Rồi. Rồi, bụi số 2. Quay luôn đi. Ngang nó là 97. Rồi. Cao là 76. Đó, này mã số 2, cũng dạng bụi nha bà con. Đó. Rồi, bụi này có giá là 900k bao ship toàn quốc. Rồi, mã số 3. Đó, đẹp này. Luôn. Nãy đang nở nha bà con. Này còn nở lớn nữa. Ngang nó là 100. Cao nó là 89. Đó. Có cây còn dưới nè. Có cây còn lên cái bông luôn. Ôi. Đó, cây còn lên bông đẹp. Rồi, đó. Giá luôn. Giá này cũng 900k luôn nha bà con. Rồi, bao ship toàn quá. Bao ship toàn quá. Đọc số điện thoại đi Bình ơi. Cái điện thoại của em là 0938020543. Rồi, số điện thoại anh trên tiêu đề luôn nói gì. Đó, cái này là nở lớn hơn chút nữa là nó đẹp. Gỡ luôn rồi đó. Ngang của nó là 86. Cao nó là 80. Mã số 4 thôi bà con. Có giá là 800k. Nhãn bụi luôn nha bà con. Bao ship toàn quốc. Ba thân nè. Mã số 5. Cao là 94. Tán ngang nó là 87. Rồi, bữa này cũng có giá là 800k bao ship toàn quốc. Này ba thân thôi. Ba thân. Ừ, hiểu. Rồi, ok. Mã số 6. Ngang nó là 92. Cao nó là 81. Rồi mà. Cây này có giá là 900k bao ship toàn quốc. Chậm thôi. Lớn lên. 900k bao ship toàn quốc hay là con? Rồi, đổi đây. Rồi, đây tới chân Mỹ đỏ hay là con? Mỹ Nhung. Mỹ Nhung. Ngang nó là 100. Này một cốt nha. Cốt thân cao luôn. Cao 108. Đó. Cái hoành này sao đo để nằm đây. Đâu có hoành, hoành dưới bán cây mà. Dưới bán cây đi. Hoành này dưới đây chắc cỡ 9 mà à. 8 mà. Cũng có mấy rồi. Mã số 7. Rồi, cái này có giá là 600k bao ship toàn quốc. Rồi, 600. Rồi. Mấy cây này đồng giá hết này. Đồng giá hết luôn. Chiều cao tương ngang luôn phải không? Cao ngang tương đối. Rồi vậy quay vòng đi rồi mà đọc mã số được rồi. Rồi mã số 8. Chậm thôi. Cứ coi góc này cây. Đó. Một cốt thôi bà con. Rồi 600 ha. Rồi cũng 600k luôn. Cao cũng cỡ. Cây nào hơi yếu thì mình nhỉnh lên chốt. Rồi.
Rồi. Rồi, cây này cũng 600k luôn nha bà con. Quay đi. Mã số 9. Mã số 9. Một đó, thân một gốc luôn, một mình luôn. Đó. Đỏ là lớn. Đỏ là lớn. Rồi, đổi cây. Rồi, mã số 10. Mã số 10. Cũng đồng giá luôn, 600k luôn. Này mình nhìn cây mình lựa nha bà con. Ông ơi, quay cây này có được giá không? Đó, bông rất là đẹp luôn. Đây. Đó, thân ở đây. Đây, thân ở đây bà con, nó cũng một cốt chứ không có bưng lên á. Rồi, đỡ cây. Rồi. Rồi, mã số 10 vô xuống 100 luôn chứ. Mã số 100. Một. Mã số 11. Đó, cũng đồng giá luôn ha bà con. Cái này được 2 cây ha, mình tách ra được nè ha. 2 cây một cốt luôn à. Rồi. Cũng 600 phải không? Cũng 600 luôn. Rồi nhắc lại cao ngang sơ đi. Rồi, đem xuống đi. Tại cái này nó có một máy một hả? Ừ. Mã số 12. Cái này lại không cắm khoảng này. Rồi. Không nhớ cao. Nghe nó khoảng 100. Cao nó 105. Rồi, 600k đồng giá. Mã số 12. Rồi. Mã số 13. Mã số 13. Số 13. Đó. Rồi. Này yếu hơn chút 550k đi. Rồi, cây này 550. Này yếu nha bà con. Rồi, đỡ cây. Số 13 nha bà con. Rồi, cây số 14. Cây số 14. Giá là 600k luôn, bao ship toàn quốc. 600. Đó. Rồi. Rồi, đổi cây. Cây số 15. Đừng tấn lên quá che nó cái bóng. Cây số 15. 15 một gốc luôn nè, có cái gốc này bự nè. Rồi. Hàng cũng lớn luôn. Rồi cũng đồng giá luôn. 600k bao ship toàn quốc. Rồi, cây số 16. Một cốt luôn. Rồi, đồng giá 600k luôn, bao ship toàn quốc. Đó, thằng nó cốt gì hay bà con. Rồi, đổi cây. Rồi, cây số 17. Số 17. Cũng đồng giá 600k luôn. Bao rồi, ship quay, toàn quốc. Quay sơ chậm nè nè. Bông quá đẹp luôn rồi. Nhưng mà đó bông đó. Đó, nó đang cái này nó sẽ nở nha bà con. Còn này nó nở là lâu, rất là lâu tàn. Rồi. Rồi, cây. Mã số 18. Một cốt luôn. Ngưng này. Hai thân. Hai bông nó này. Bông này rất là lớn luôn. Điều bông. Rồi, cũng đồng giá 600k luôn. Bao ship toàn quốc. Rồi, mặt số 19. 19 cũng đồng giá luôn nha bà con. Cái này mình xem cái mình lựa, mình chọn nè. Cái này thông số nó cũng na ná như nhau à. Còn cái nào nhỏ thì em sẽ giảm lại chút đỉnh. Rồi. Này 2 cây luôn. Này 2 cây luôn, này tách ra được 2 cây luôn. Rồi, đỡ cây. Cây số 20. Cây này lớn nè. Rồi cũng đồng giá luôn, 600k bao ship toàn quốc. Ở đây bồng nữa. Cái này cũng 2 cây luôn. Rồi. Rồi đổi cây. Cây số 21. Số 21. 21. Cái này cũng quá bông nhiều, một cốt luôn. Cũng 600k luôn, bao ship toàn quốc. Cái này bó nó lại rồi đó. Bung nó ra nó lớn lắm. Rồi, đợt khai. Rồi, chuyến này em về giao lưu được mấy cây trang trắng thuận chậu nha bà con. Dán thông.
chân trắng này nó có cũng hiếm đó. Cao nó 106, tán ngang nó là 52. Rồi quay đó, đây là mã số 22. 22 cái này hoành nó có dạng cũ ở dưới thôi mà con. Đó. Rồi cây được chưa, cái này bán cây đi, hoành này chừng 7 à. Rồi rồi, cây này có giá là 900k bao ship toàn quốc. Đây này cũng chăn trắng luôn, cao nó 106, ngang này hơi nhỏ, tán ngang có 38 à. Rồi cây này có giá là 850k, này một cốt thẳng giót đọt luôn nha bà con. Hoành nó cũng thử ơi, thử ca 8. Hoành nó 8. Rồi, 850k bao ship toàn quốc. Đây. Cái đó số mấy vậy, hai mấy vậy? 24. Cái đó 23 phải không? Rồi, 23. Rồi. Quên ghi luôn. Cao nó 80. Cái 24. Rồi 80. Ngang nó 40. Đó, chậm chậm thôi. Rồi, này có cái cũ nè. À, 8 coi cũ có 10 à. Rồi cây này cũng 850k bao ship toàn quốc. Cao nó là 72. Tán ngang là 53. Đó, cây này nguyên một cái cũ ở dưới nha bà con, này nó có bộ đế dưới đó hà mà không có moi lên đó. Đó. Cái này dán thông đặt. Rồi cái này giá 900k bao ship toàn quốc luôn. Rồi 25 phải không? 25 nha bà con. Một cây. Tiếp tục. Tục tới cái gì? Tiếp tục là Mỹ Hồng nha bà con. Mỹ Hồng. Dạ. Mỹ Hồng cũng thuần chậu luôn nha. Cây này có mã số là 26 nè bà con, cao là 53 nè, tàn tròn đều đặt luôn, tán ngang là 82. Bụi không? Một cốt 26, này một cốt nha bà con, cái hoành này chắc cả 8 mà 9 nè. Mỹ Hồng yeah. Rồi rồi, cây này có giá là 850k bao ship toàn quốc. Hoành khoảng 89 nè bà con. Mấy à? 27. Cao là 61. Ngang nó tính từ đây qua đây nó là 78. Chiều này 8-90 quá. Nó thử cái hoành cũng một cốt luôn. Hoành nó là 7. Rồi cây này cũng có giá là 850k luôn, bao ship toàn quốc. Cái này là 28 nha bà con. Cái này lùng lực đẹp, một cốt. Cao 57. Tán ngang nó là 81. Đó, cái này cốt nó khoảng 89 à. Cái cơ chín quá. Một cốc luôn. Rồi cây này có giá là 900k bao ship toàn quốc. Toàn đều đặt luôn. Cây số 29. Một cốc luôn. Cao 55. Ngang 76. Rồi cũng đồng giá là 850k đây. Cây này 850k bao ship toàn quốc. Hoành nó cũng khoảng 89, 78. Đang bút bông nha bà con. Cao 56. Ngang nó 81. Cái này mà nở bông đều lên cái là cực kỳ đẹp luôn, này hai thân ha, hai cây luôn. Rồi có giá 800k bao ship toàn quốc. 30. Rồi cái này mã số 30 nha bà con. Rồi. 31. Cao nó là 54.
ngang nó là 78. Cái này có bộ đế nè, đẹp quá. Rồi cái này có giá là 850k, bao ship toàn quốc. Đó. Có nguyên cái đế này đó, này hoành cũng cỡ 78 nữa. Rồi tới cây. Cây 32. Cao là 60. Ngang là 85. Wow, cái quạt này bự quá, đế bự quá. Rồi cái này có giá 850k luôn. Cái này đẹp nè. Có nguyên một bộ đế lớn luôn. Đó, thằng nó lớn mà đế làm gì đó. Rồi. Ok. Ok. Đây 33. Này 36 nè. Rồi cái này hết yếu nữa, cái này có giá 450k thôi. Đó. Cao nó 45. Ngang nó 61. Ngang chỗ chiều dài nè, chỗ chiều này có 48 50 à. Rồi. Là nãy kêu nhiêu à? 450k bao ship toàn quốc. Một cốt không em bà con. Cao 47. Ngang 57. Rồi cái này 550k, bao ship toàn quốc. Số mấy à? 36 không? Ừ. 37. Rồi. Mã số 38. Chưa. 38. Cao 54. Ngang 58. Rồi cây này có giá 550k luôn, bao ship toàn quốc. Đó, cây này có đế nè ha. Quạnh nó chắc ở 56. Rồi đổi cây. Cây 39. Lên dữ. Ngang cao 50. Ngang 78. Rồi cây này có giá là 550k, bao ship toàn quốc. Đổi cây. Cây 40, hết chưa? Cao là nó 46. Ngang 58. Rồi cũng đồng giá luôn, 550k, bao ship toàn quốc. Cao 35. Cây 47. Ngang là 72. Cây này là 41 hả? Ừ. 41. Hoành nó cũng 67. Rồi cây này có giá 600k, bao ship toàn quốc. Này lùng lực. Cao 43. Ngang 67. 42. Rồi cây này có giá là 600k luôn, bao ship toàn quốc. 43, cao 43 luôn. Ngang 63. Rồi cũng đồng giá luôn, 600, bao ship toàn quốc. Này, 44. Cao 54. Này thấy bé rồi. Ngang 50 đi. Rồi cái này có giá 450k đây, bao ship toàn quốc. Hết chưa? Hết rồi phải không? Rồi. Rồi cây này cũng là cây của clip Thanh Bình cũng chào tất cả các bà con và cảm ơn bà con đã ủng hộ Thanh Bình những clip vừa qua, chân thành cảm ơn. Rồi xin mến chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại vào những clip sau.